Hello, Tuyên Việt Rapper xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người con đường mình làm YouTube. Mình thì cũng không ngờ còn cái duyên đến với mình làm YouTube với mọi người. Mình đầu tiên mình mua cái điện thoại có hãng Xiaomi 2.8 thôi mọi người. Đây. Và bữa nay mình làm YouTube với Facebook này. Rồi TikTok này. Tương đối với mọi người mà cái hãng điện thoại này mình mua có 2.8 bạc các mọi người. Có 32GB thôi mọi người. Hãng điện thoại là hãng Xiaomi mọi người. Đó, mình làm YouTube được bữa nay được 6 tháng trời rồi. Nay mình đang đứng chia sẻ mọi người, mình đang đứng ở khu nhà hàng, mới đến khu nhà hàng Resort Coral. Đó mọi người. Nếu mà khu đây mình quay cho mọi người khu du lịch Resort Coral này. Nếu bằng máy mình sắp sửa mình mua một máy Coral 10 về quay tất nhiên là đầy đủ hết nhà hàng rồi bãi biển rồi san hô rồi khu nuôi trồng thủy sản của du lịch Coral này. Đẹp luôn mọi người. Đây mình đang tất cả mình đang làm phim YouTube từ trước đến nay. Gọi là bên Facebook nọ kia nữa là TikTok nữa là mình quay đa phần bằng cái điện thoại hãng Xiaomi nè mọi người, 2.8 bạc ạ. Mình mua được 6 tháng rồi. Nó có 32GB thôi. Hãng Xiaomi này mọi người. Đó. Đầu tiên mình cũng không nghĩ là mình làm bên YouTube đâu mọi người. Mình thì người tài xế thôi. Tài xế của xe múc thôi. Đấy, mình thấy ở đây nó đẹp quá thì tiện thể mình có cái điện thoại nữa, mới mua nữa. Thế là mình mới quay chia sẻ lên YouTube cho mọi người biết là cái khu du lịch ở đây nó đẹp cỡ nào mọi người. Khu du lịch Resort Coral. Quá đẹp lắm mọi người. Đây mình đang đứng tại nhà hàng Resort Coral. Còn khung cảnh ở đây mọi người thấy không? Mình quay hết khu du lịch này luôn ấy, nhưng tại vì cái máy quay phim cái điện thoại mình có 12.8 bạc. Đâm ra quay nhiều khi nó không được đẹp lắm mọi người. Đây này, điện thoại này thôi. Có 32GB mà 2.8 bạc. Nên là mình sắp sửa mình mua một cái GoPro 10 về quay kính thưa con đà điểu. Gọi là ở khu du lịch này cho mọi người thấy cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Nên là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ thời gian vừa qua. Nhiều khi cái điện thoại này á, điện thoại với hai là cái tay cầm gọi điện thoại nó mọi người biết không? Là cao cầm quay á, nó không như kiểu là một cái hãng GoPro kia. Đó, như cái này mình quay ấy, mọi người biết không? Là nó cầm đi á là nó rung lắm mọi người. Nên là nhiều khi rồi quay nó video nó nhiều khi nó hơi bị chóng mặt đấy mọi người, xem mà thông cảm cho Tuyên Mê Đốc Bờ của mình. Đó thì mình đấy cũng một người tài xế gọi là đi làm gọi là kiếm tiền gọi là để trang trải cho gia đình thôi, cuộc sống thôi. Bỗng nhiên cái khu du lịch resort đẹp quá thì mình quay lên YouTube để chia sẻ cho mọi người biết là khu du lịch này đẹp cỡ nào. Đây mọi người thấy không, đồng nghề mình làm YouTube đây. Đó, mua cái cây cần quay phim nhá mọi người, cầm nó tại cầm á là nó cứ nồng nàng nèo nó nắc lắm. Nó không như kiểu cái hãng mà GoPro 10 mình hoặc GoPro 9, GoPro 8 ở kia họ quay là cầm nó có nắc sao nữa nhưng mà nó vẫn không có độ rung của máy, nó chưa ra nó quay phim nó khác. Còn đánh điện thoại mình quay phim thì đúng của nó. Nhưng giờ qua thì thôi thì khu du lịch nó đẹp quá thì mình mới quay chia sẻ lên YouTube để cho mọi người biết được khu du lịch thì Resort Coral đẹp cỡ nào. Đó mọi người thấy không? Con đường mình làm YouTube. Đó cầm nhiều khi cầm cái dơ nó cứ lắc lắc cho mọi người. Nên dù sao cũng xin lỗi và thông cảm xin lỗi mọi người và thông cảm cho mình. Nói chung mình thì không có tiền mấy đâu.
đi làm về trang trải cho cuộc sống cho gia đình thôi. Trong túi điện thoại mình cũng mới mua cái điện thoại nữa, thì đâu có nghĩ mình nghĩ là xác định làm YouTube chứ thì mình sẽ mua điện thoại đắt tiền. Dù sao thì 9-10 triệu hoặc mười mấy triệu đó thì mình quay được nó kia nó đẹp, hoặc nhất là máy quay phim Godo 9, Godo 10 mới ra. Nên là hôm nay mình chia sẻ với mọi người là thôi, mình xin lỗi tất cả mọi người đã xem và ủng hộ mình thời gian vừa qua, cũng thông cảm cho vì cuộc sống mà làm ra này cũng không có tiền thì thôi làm cái điện thoại gọi là mình quay gọi là thấy khu du lịch nó đẹp quá mình quay chia sẻ mọi người đó, quá đẹp luôn mọi người. Đây mình đang đứng tại nhà hàng Visokoro, nên là mình nay cũng chia sẻ vì sao mà những cái phim của mình quay là sao nó rung nộ kia, do mình quay bằng điện thoại đây mọi người. Đây này, bằng điện thoại nó cứ rung rung, nó đi nó cứ lắc lắc về hãng Xiaomi đó mọi người. Đợt này mình mua hãng như này có 2,8 triệu thôi, bữa nay 6 tháng thôi đó, thì mình cầm cái gậy cứ đi quay rồi. Thì nhiều khi thì tay mình rung một phần, hai đó là cái cây gậy nó cứ lắc lắc đó mọi người. Nên đây mình cỡ chừng nửa tháng nữa mình mua Godo 10 này, rồi máy tính này, rồi mic nói này, mic thu này, nói chung là rồi tay cầm chống rung này, nói chung là nếu nói đi quay nó kia là dẹp hết sảy con bà bảy luôn mọi người, chứ không như kiểu cái điện thoại này thì mình chỉ có gọi thì nghe lại thôi mọi người, cũng quay được cũng làm được, nhưng mà nhiều khi nó nắc mọi người. Hai cái tay cầm của nó mình phải mua hãng chống rung thôi. Hiện tại mình đang ở ngoài đảo mọi người, nên nhiều khi thì vừa qua dịch mình cũng muốn đi sắm đồ, nhưng mà tại dịch Nha Trang cũng đang bị dịch nữa nên mình cũng chẳng đi được. Nên mọi người cũng thông cảm cho mình con đường những cái bộ phim mình con đường mình làm YouTube vừa qua, những bộ phim mọi người đã coi và ủng hộ mình. Mình xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mình thì cũng không có đâu, đi làm cũng bòn gọt gọi là về trang trải cuộc sống gia đình thôi. Thì trong túi tiện thể có cái điện thoại mới mua hãng Xiaomi này có 2,8 triệu mà, thì mình thấy khu du lịch đẹp quá. Mà hai là dịch bệnh mọi người không đi du lịch được thì mình lại quay chia sẻ lên YouTube cho mọi người thấy resort đẹp từ A đến Z luôn. Bốc phét một câu nào mà đẹp hết sảy không bà bảy. Mình đang đứng tại nhà hàng Visokoro mọi người. Nói chung là các bộ phim mình làm bên YouTube ấy, nên YouTube là đa phần là mình vừa làm vừa quay, cũng có nhờ anh em ở đây cầm quay máy zoom. Mà bữa nay mình làm 6 tháng trời nên YouTube rồi. Nói chung là tương đối người đăng ký và người cho like xem cũng ủng hộ mình rất nhiều, và mình cảm ơn tất cả mọi người. Nay mình nói chung là cái điện thoại mình bữa nay là xài quay phim bên lên YouTube, rồi bên TikTok, rồi bên Facebook nhiều quá rồi. Bữa nay thì điện thoại nó cũng gần muốn hư rồi. Nên là mình làm gọi là cũng chia sẻ cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ cho kênh của mình. Bên VRubber xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Đó mọi người thấy không? Đó mình làm cầm nó kiểu như quay thì nó lắc lắc nên là coi nhiều khi thì cũng mọi người coi cũng nhiều khi cũng chóng mặt, nên thôi cái gì mình xin lỗi mọi người thông cảm do vì cuộc sống. Để hai năm nay nó dở cái nào mình cũng muốn đi mua máy quay phim lắm, nhưng mà vừa qua thời gian ở Nha Trang nó dịch nhiều quá, Covid rồi hai nó tiền nong đó mọi người. Ra đấy sắm mình sắm là nếu đồ nghề làm YouTube là máy tính này, cái laptop sách tay mười mấy triệu này, rồi học quy trình học bên máy tính cắt ghép nọ kia chứ quay này. Rồi mua máy GoPro, máy quay phim GoPro 10 bây giờ mới ra 14 15 triệu nữa, với cái TikTok và cái máy tính laptop nữa là hết bèo 14 15 triệu, là cái ba mấy triệu thôi.
rồi mic thu nữa, rồi học về cách ghép phim nữa, làm sao nó coi hấp dẫn mọi người. Nên là thôi thì mình cũng làm bộ phim này, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ thời gian vừa qua. Vì sao mà cái bộ những cái phim mình làm nó không được sắc nét, không được đẹp lắm thì do mình làm cái điện thoại hãng Xiaomi này mọi người. Thôi tên bên Đốc Bờ xin chia sẻ với mọi người vậy, vì tại sao mà bộ phim mình ra nó không được đẹp, không được hay, mọi người cũng xin mọi người thông cảm cho đó. Nên là thôi thì mọi người nhớ coi và đăng ký cho mọi người. Gần tới mình sẽ sắm máy quay phim này nọ, từ A đến Z mình quay lịch kỳ sổ cô gồ hiện đẹp hết sảy con bà Bảy luôn mọi người. Nên là mọi người nhớ thông cảm cho mình thời gian vừa qua nhé, nhớ bấm like cho like mọi người. Thì vlog xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Xin chào.